luôn mà luôn mà em lên trước, anh chị em lên trước. Xem qua cái gì xem qua anh lên trước, trước quay ngược lại. Vừa thôi đừng rồi đó gùng gùng lại đừng có thẳng tay quá. Rồi. Lấy tay lấy tay. Vừa thôi vừa như nãy đẹp hơn như nãy đẹp hơn. Vừa thôi. Ơi trời. Rồi. Cái gì cũng vàng.
chụp nữa không? Đâu. Này nâng lá. Này mắm. Nè, cho con nguyên vàng nồi nè. Nồi lớn, nồi nhỏ, nồi tủ nguyên một bể tủ vàng không? Dạ, vàng dùng vàng không bay luôn á, chứ không phải là vàng ấy. Trên cái xe đó, đợi cho nó đó đó. Đây nè, cái xe đen đen này nè. Đó, đợi cái nón đó đó. Tí tí anh Năm ngồi lên đó làm bơi đi. Trời ơi, đẹp quá. Quay mà. Rồi, chỉ chụp ngang trên đây. Anh chụp ở trên đây, không chụp nguyên trên từ dưới. Trên dưới anh Quý chụp. Anh chụp chỉ được có tại vì anh quay ngang á, nên anh chụp có một đoạn ở trên này thôi. Dạ. Có tại anh Quý á, chúc anh Quý xuống á, anh Quý chụp từ trên dưới luôn yên tâm. Chụp nữa không chị? Chụp nữa không? Thank you.
con lấy được, con lấy được con khúc trên này nha. Dạ, tại vì cái này con không có quá đẹp. Giờ mà đứng lại đi. Sau xong rồi mà đứng lại, mà đứng lại. Dạ có bảo vệ hết. ngợi miếng quả túi được rồi mà. Rồi cứ lên đi à, lên đi à. Lên hết đi à. À đúng rồi. Rồi cứ lên đi, lên đi nè. Dạ cứ lên tập trung ngay trước cũng được nè. Mình lấy nhẹ cho nó ngừng xuống, nó nhẹ lắm. Chết rồi. Sao anh? Dạ tới đây hết anh. Còn nhung nhóm người trước, nhóm người sau, tại vì dòng chung là nó hơi chật. Anh cứ đi tham quan đi. Dạ, đây là anh phía trái vàng. Dạ. Dạ, là ba. Ủa anh gửi em đâu rồi ta? Chụp anh hả? Bê mấy cô ngồi trước, kêu mấy cô ngồi cô chụp hình. Rồi lên luôn chị. Dạ em quay ra ngoài đợi tí xíu anh với lên với chụp cho. Ngộ vô mùi lỏng. Ngộ vô mùi lỏng hả? Ngộ vô mùi lỏng.
Dạ em quay, để con quay. Mà cứ đi đi, mà cứ đi vòng mấy cái kia đi ra. Bên giới hoàng hậu mặc bình mặc một trà lỗ nhà chắc vàng nha mấy bà, mà vô làm hoàng hậu vua rồi về nhà đi rồi dặm lúa cỏ. Chị đi còn nhóm chị trước nữa. Anh vô trong này cứ vô. Anh sẽ luôn luôn cho con. Trời ơi ai cũng đẹp hết trơn á. Đây đem cát nè, cái nhỏ ở đây nè. Ôi, ai cũng đẹp hết trơn á. Cái này nó hơi cận cận em quay cái nó hơi có quay. Chụp cái nắng thôi. Đó xong rồi cái gì cũng vàng hết á. Chụp cái nắng. Rồi rồi chị Duyên nổi gì rồi? Chị Duyên cải cải kiến nghe chị Duyên. Đội lên này cải kiến nghe chị Duyên. Đúng đúng hả? Không làm nữa hả? Thì kìa lại đi. Không phải đi trước. Không, em quay. Máy quay. Máy em không quay chậm. Em cứ chụp đi, chụp đi em ra thôi. Tại em quay cái tầm xa nó mới đẹp, còn cái tầm gần nó bị cái mặt nó bự thôi. Ủa cái này nó bự hơn nè. Ai bự má trời nè. Chị đứng đó, chị đứng đó cho nhé, chụp cho chị. Đó. Ăn cái trái vàng. Chị có làm vua sầu riêng chưa? Có ai làm vua sầu riêng cho anh Năm làm vua sầu riêng chưa? Sầu vua sầu riêng kìa nó cầm bản đó nghe. Thiệt mà cái bản chị vua sầu riêng
dưa sầu riêng nha. Có mà, có bản dưa sầu riêng luôn. Con câu vậy hả? Dạ chưa xuống ai, chưa xuống hết á. Chưa xuống hết á. Chưa ai xuống hết á. Lên lầu 3 này, lên căng lên lầu 3 này. Rồi. Dạ dạ. Đây là cái chả vàng nè chị. Bắt chị qua bên kia rồi. Dạ. Chị chụp đây rồi hả? Chị xuống thì dưới thì ngồi chị chơi rồi chị đợi luôn đi. Để thoải mái. Chút tầng 2, chút tầng dưới thôi nha, đừng ghi nữa nha. Chút dưới rồi ngồi chơi rồi chờ nha. Để cho bạn vô sầu riêng. Chị có chụp cho mấy chưa? Chưa hả? Chưa vậy trời anh với cháu Quang Hồng Trang vô chổng mình đứng anh với chụp ra. Để cho chổng ra đi. Dạ. Vô trong đó không có vô đó hả? Rồi. Vô trong đó, vô đó đi. Vô đi. Vô đi, vô đi. Vô đi, vô trong nữa. Vô trong nữa, vô đi. À, chị Duyên vô đó chưa? Chưa. Rồi, vô đi, chơi đi. Vui sầu riêng là anh phải ngồi mấy bên đây. Thank you.
cái này cũng có video đó nhưng mà dạ dạ chú mẹ dạ dạ hồi đó để ở ngoài giờ đem đi xong rồi. Xuống tầng dưới là cho nguyên tập thể ở nhà nhé. Dạ, này cái kế, đây cho nhà. Này em quay. Dạ hết, bây giờ mình xuống tầng dưới. Dạ. Dạ đó ăn cái chả vàng mà chú ba gan đó đúng rồi đó. Xuống một tầng này thôi nghe, đừng xuống dưới đất nghe. Mấy anh chị kia còn chụp chả à. Dạ, đông quá. Hai ba người chụp chụp chụp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.